Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm bệnh nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2. Theo báo Vietnamnet, tình trạng sức khỏe của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trở nặng trước Tết. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Phan Văn Khải được bầu làm Thủ tướng vào tháng 9 năm 1997, tái nhiệm vào tháng 7 năm 2002, nhưng đến tháng 6 năm 2006, ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ một năm. Ông Phan Văn Khải được bổ nhiệm làm Thủ tướng kế vị ông Võ Văn Kiệt từ năm 1997, giữa lúc xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á. Ông được xem là người đã dẫn dắt Việt Nam qua khủng hoảng, đạt tăng trưởng GDP trung bình 7% một năm trong gần 9 năm lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, nạn tham nhũng tiêu cực trong bộ máy công quyền Việt Nam trở nên nghiêm trọng, buộc ông Khải phải nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Quốc hội, trao quyền Thủ tướng lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2005, ông Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Khi ấy, có khoảng 200 người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản đối bên ngoài Tòa Bạch Ốc, kêu gọi Hoa Kỳ không giúp Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới cho tới khi nào Việt Nam cải thiện được các thành tích về nhân quyền. Báo Pháp Luật cho biết, ông Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933, quê ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia đội thiếu nhi cứu quốc của xã từ năm 1947 và gia nhập vào Đảng Cộng sản năm 26 tuổi.